Thời gian qua, trên cả nước xảy ra không ít vụ án mạng nghiêm trọng. Điều đáng nói là nhiều vụ lại xuất phát từ những nguyên nhân tưởng chẳng có gì. Đơn cử như vụ án vừa được Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử vào chiều hôm qua. Vì xung đột trong lúc kẹt xe, Quỳnh Thị Kim Đan, 45 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, đã dùng dao đâm một phụ nữ khác tử vong. Theo cáo trạng, vào sáng ngày 7 tháng 7 năm 2023, Huỳnh Thị Kim Đan chạy xe máy vào chợ Kênh 8 thuộc ấp Đông Thành, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp thì bị ách tắc giao thông nên đang nép xe vào lề để cho các xe khác từ trong chợ chạy ra. Cùng lúc này, một người phụ nữ đi cùng chiều phía sau chạy xe máy vượt lên trước gây kẹt xe nên giữa Đan và người này xảy ra xung đột rồi xông vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Đan bật lưỡi dao xếp gắn sẵn trong chùm chìa khóa xe đâm liên tiếp nhiều nhát làm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Huỳnh Thị Kim Đan đến cơ quan công an đầu thú và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về tội giết người. Ngoài lãnh mức án 5 năm tù, bị cáo Đan đã bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 450 triệu đồng.